Và mọi người ơi, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay nha. Câu hỏi này đến từ bạn Thảo My có nội dung như sau. Xin chào cả nhà, Sen đang theo chương trình Expert Talk. Mình hiện nuôi một bé Alaska rất dễ thương và năng động. Nhưng dạo gần đây trời nắng nóng, bé có hiện tượng thở dốc, hè lưỡi thường xuyên hay liếm láp lung tung. Không biết có phải là dấu hiệu cho thấy bé bị sốc nhiệt không ạ? Vì bộ lông của bé khá dày, mình cũng chưa từng cạo cho bé. Mình nên làm gì bây giờ? Chuyên gia giúp mình tìm ra nguyên nhân và giải pháp với ạ. Đầu tiên là mình sẽ phân tích ba cái hành vi của bé trước nha. Thứ nhất là thở dốc, thứ hai là lè lưỡi, thứ ba là liếm láp. Thì nói tới cái chuyện liếm láp trước thì là bé liếm cái gì, liếm vị trí nào, liếm ở đâu, tại sao nó liếm. Thì các bạn chủ nên để ý là cái vị trí liếm đó, da nó có vấn đề hay không. Nếu nó có vấn đề thì sẽ ửng đỏ hay là sau đó thì mình sẽ đi bác sĩ. Còn không á thì mình sẽ quay lại hai cái hành vi chính, đó là thở dốc và lè lưỡi nhiều á. Thì cái này theo như bạn đó mô tả về cái thời tiết nóng này á thì có vẻ như là bé đang hơi nóng quá. Thì cái này nó cũng đơn giản thôi, tại vì chó thì nó sẽ thất nhiệt qua lưỡi và gan bàn chân chứ không có thất nhiệt qua da, cho nên là nó lè lưỡi để nó thở, để nó thoát nhiệt bớt thôi. Thì mình có thể khắc phục bằng cách là thứ nhất là mình để nước đầy đủ, nước mát một tí, nước mát không phải là nước kiểu thanh lọc cơ thể nó cũng không phải là nước đá, nó chỉ là hơi mát thôi. Tại vì nếu mà liếm nước đá lạnh quá thì nó sẽ chênh lệch nhiệt độ. Thứ hai nữa là mình sẽ check cái khu vực nằm của bé, tức là cái chỗ mà nằm ở cái sàn đó, nó có bị tích nhiệt từ nắng quá không. Thì nếu mà nó nóng quá thì nó sẽ dễ bị sốc nhiệt hơn, mà sốc nhiệt nặng hơn thì cái này không phải là đang sốc nhiệt nha. Trường hợp của bạn đó kể là không có sốc nhiệt, chỉ là nó hơi nóng thôi. Sốc nhiệt thì nó sẽ nằm thừ lừ ra luôn, xong rồi là nó chảy máu mũi thứ, thì lúc đó mình vẫn phải đi bác sĩ cấp cứu. Còn riêng về cái bộ lông mà bạn nói thắc mắc á, thì thật ra thì chó, cái cơ chế lông của chó Alaska nó là lông hai lớp, cũng giống như người mình vậy đó. Thì trời lạnh á thì mình sẽ mặc thêm áo, trời nóng á thì mình sẽ mặc áo mỏng đi, chứ mình cũng không có lột trần ra. Cho nên là mình cũng không nên là phải cạo chùi nó đi, tại vì thứ nhất á là nó sẽ làm thay đổi kết cấu của bộ lông của nó, thì nó mọc lại, nó sẽ không bao giờ đẹp như lúc đầu nữa hết. Thứ hai nữa là khi mà cạo như vậy á, thì nó không có điều chế thân nhiệt nó được tốt, nó chỉ rụng bớt thôi chứ nó không có rụng trụi lưỡi. Cho nên là mình sẽ giúp bé chải bớt những cái lông chết đó đi thôi. Tại vì mình cạo chùi ra thì nó dễ bị cháy nắng, cái da của nó không có thích ứng kịp, nó dễ bị cháy nắng. Và trong cái điều kiện nóng như vậy á, thì nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và các loại ngoại ký sinh xâm nhập vào da.